phía đây là cái loại hoa màu gà thảo. Giá thì mình nghĩ nó lâu nay nó không cao lắm gì. Đây là các loại tắc gọi là quất trên đây. Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình đang đứng có mặt tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Phía trước mặt quý vị là đài kỷ niệm của Biên Hòa, là một cái di tích rất là nhiều các cái dấu ấn về lịch sử Biên Hòa đó. Đài kỷ niệm này khá là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng cái hội chợ hoa xuân ở quảng trường tỉnh Biên Hòa nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Thì năm nay nó bên đây tổ chức ra sao và cái không khí họ bán hoa Tết năm nay như thế nào, để cho mọi người cập nhật cái tình hình về nơi đây cho những người ở xa, người Việt kiều để xem lại, nhớ nhà, nhớ quê hương gì nhá. Rồi mình tiếp tục đi nha, đi nhá. Đó, đây về đây là cái đài tưởng niệm, cái chợ tưởng niệm ngay khu đường Nguyễn Đức Quốc các vị. Chợ đó chỉ khoảng buổi sáng. Đây về phía trước mặt các vị đó là cái ngâm tư vườn mít. Đây là vườn hoa chợ Nhân Đạo. Cái cây xăng vườn mít ở đây mình thấy họ trang trí hoa Tết rất là đẹp quý vị. Trong hội chợ hoa xuân đấy, chợ đây, hội chợ hoa xuân Tân Sửu năm 2021. Phía bên này thì họ bán các loại hoa mai này, vì hoa mai gọi hoa cúc. Hoa mai hôm nay thì mình thấy hoa cũng mở ngay cái dịp Tết vậy. Chợ hoa giấy nè. Đây là cái cửa hoa lan của nông dân quận 9. Mười phong lan. Ồ, năm nay điều hưu quá trời. Trong đây là cái hoa giấy này. Bán hoa giấy, hoa màu gà. Hoa giấy, hoa màu gà. Như cái năm xưa vậy. Đây là những chậu hoa mai nhỏ vừa phải này để mọi người có thể trưng này. Giá tiền này thì mình nghĩ nó cũng không có cao lắm vậy. Chậu hoa năm nay vẫn thế này, vẫn. Đây là những cái chậu tắc, chậu tắc, chậu quất này. Các cái chậu hoa cúc.
chậm như này thì không biết ra sao đây quý vị. Đây là cái bờ tàng tỉnh. Cái khu trung tâm giải trí đi bộ vòng cái hội chợ hoa xuân đang đây cho mọi người ngắm trực kỹ hơn. À, cái này là họ bán những cái vật liệu về trang trí bóp da, thì túi sách. À, đây là sản phẩm số một cái loại hoa lan hoa biệt. Hoa gì? Hoa giả những cái thật ha. Phía này là cái bán cái là cá coi này. Giờ ở đâu hỏng cái hoa nó hỏng mới về này. Phía đây là cái chỗ của hoa lan. Rất là đẹp đấy quý vị. Hoa lan dịp Tết, hoa lan hồ điệp. Những sản phẩm về hoa lan. Hoa lan này họ làm rất là cái đẹp của nó. Đây là bữa phong lan 3, 10 phong lan mình. Mình tình hình thì mình thấy khá là vắng này ha. À, mấy chậu nhỏ nhỏ này có 80 100. Mình sẽ đi qua bên này tí rồi về bên này mình quay luôn. Ở đây họ bán hoa đào nhỉ, hoa đào giờ thấy lỡ này.
đào lên đây nở luôn nè. Trong miền Nam đa số họ thấy hoa mai nhiều hơn hoa đào vì nhiều hoa đào. Ồ, phía đây là cái loại hoa màu gà thảo và giấy. Ồ, chỗ này còn nhiều lắm quá vậy. Ồ, tắt rồi. Tắt rất là nhiều. Ồ, là mình có những con hoa hồng này. Ồ, hoa giấy nữa nha. Đó, cái là hoa mai. Hoa mai này là ở đúng kịp Tết, còn có không có vài ngày nữa là Tết. Ít đẹp. Các loại hoa cúc làm ra đa số là cúc là rất là nhiều. Đây là cúc ở chung. Vui động tôi chưa có động. Phía này họ cúc mà. Do anh bán hoa cúc không hả anh? Dạ, bán cúc không hả? Năm nay về ít nha, hơn một năm nha. Ít hơn đúng không? Không có nhập nhiều hả? Năm nay là dịch đó, là thật ra làm ăn khó khăn, ta cũng không dám bán nhiều. À, một cái chậu này thì nhiêu tiền anh? À, hai chậu này là 8 triệu. Ồ, đẹp quá ha. Này nhập nhìn nó vắng ha, năm nay vắng á. Này vắng. Vắng hơn mỗi năm nhiều á. Anh bán được nhiều chưa? Cũng được nhiều. Dạ. Anh này thì chuyên sản phẩm cúc. Giá thì mình nghĩ nó lâu nó không cao lắm vậy. Đây là các loại tắc. Đây là quất trên đây. Trái rất là đều. Về Tết thì họ cũng hạn chế mua sắm. Hôm nay họ bán tốt ra ngoài kia lắm mình nhé. Thằng đây là khu này, khu thư viện, thư viện tỉnh Đồng Nai. Họ bán tốt ra ngoài này. Rồi mình sẽ quay lại. Ôi hoa giấy nha vị. Đó, hoa giấy nha. Hoa giấy thì đó. Hoa đẹp. Dạ, đẹp. Hoa giấy thì mình nghĩ để sẽ để được lâu hơn. Hoa vạn thọ. Hoa này hoa gì cô nhỉ? Hoa dừa. Ồ, hoa dừa đẹp quá ha. Năm nay buôn bán được không cô? Năm nay thấy các cửa hàng nhập hoa ít quá.
ít người nhập qua với cả vắng quá. Cô từ đâu tới cô? Ôi hết rãi luôn hả? Nhiều hết á. Bến Tre hả? Ui cái ớt này kìa. Mình là nhỏ này dễ bán vậy này. À, đây là cái trái cắt. Cắt ở đây nhiều. À, đây là cái vườn hoa cắt. Cắt thì xong cái mùa. Cắt thì mọi cũng có xài. Mình thấy cái mùa là hoa rụng hết rồi. Bên này là các cái chậu hoa giấy. Ủa. Hoa giấy khá là nhiều. Một gà ngáp luôn. Thỏ. Đây hoa đào. Hoa anh đào. Ở trong kia này. Cây hoa giấy mà thấy có hai màu gì trắng đỏ. Năm nay thì mình thấy hoa cúc hoa giấy nhiều, mận thọ trong kia có nhiều. Cô ơi, cái này hoa là hoa gì cô? Dạ? Lan hả? Lan gì cô? Con môi hả? Đẹp quá ha. Này nó nở lâu không cô? Ờ, hay ha. Đây là mai hả? Ồ, mai này là Tết là kịp quá ha. Đẹp quá trời luôn. Bếp rồi chuẩn bị ra bông. Ồ, ghế đẹp quá ha. Ghế này cũng đông lắm rồi nè. Đó, ghế này. Ở cái quảng trường tỉnh Đồng Nai vào cái Tết Tân Sửu năm 2021. Ở đây thì nó ra sao thì mình là Tết nó còn có vài ngày nữa đi. Đánh giá thì tình hình năm nay thì hoa nó không có nhiều lắm. Thôi mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn mọi người trong một cái video cho sắp tới nha.
Xin chào mọi người nha.